Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Nhất gái lớn hai, nhì trai lớn một là câu nói rất hay của ông bà ta từ xưa. Thế nhưng người phụ nữ lớn hơn chồng trẻ đến tận mấy mươi tuổi thì quá là chuyện lạ trên đời. Điều đáng nói, chàng trai này đã có vợ đẹp và con xinh. Câu chuyện trái ngang này đã diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Thời gian vừa qua, rất nhiều câu chuyện về các cặp đôi đũa lệch từ chiều cao, cân nặng đến ngoại hình, tuổi tác xuất hiện trên mạng xã hội và luôn nhận được sự quan tâm từ dư luận. Và mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền chóng mặt hình ảnh của một chú rể trông khá trẻ, đang sánh bước cùng với cô dâu đứng tuổi. Theo như thông tin ban đầu, thì chú rể này sinh năm 1993, đã có vợ sinh năm 1998 và có con. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì, thanh niên này đã quyết định bỏ vợ trẻ còn thơ để đến với một người phụ nữ hơn mình đến 20 tuổi. Người phụ nữ này được xác định sinh năm 1973. Người người bày tỏ sự gièm pha đối với cặp đôi đũa lệch này. Nếu như anh ta không có vợ con thì không sao. Tuy nhiên đã có vợ con mà còn từ bỏ để đi theo người đáng tuổi mẹ mình thì thật là quá kỳ khôi. Nhiều người cũng suy đoán rằng chắc có lẽ vì tiền bạc, địa vị nên chàng trai này mới quyết định như vậy. Cặp đôi này cũng tổ chức đám cưới linh đình. Tuy nhiên, chuyện tình của họ cũng gặp phải rất nhiều những sự chỉ trích từ phía dư luận. Trước thông tin trên, một lãnh đạo của xã Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên cho biết, ngay sau khi thông tin xuất hiện trên mạng xã hội, họ đã có mặt để tiến hành xác minh thì biết được sự việc hai người làm đám cưới là đúng. Họ có tình cảm với nhau thì đến với nhau, còn thời điểm hiện tại thì vẫn chưa đăng ký kết hôn, chưa xin giấy giới thiệu để về quê người phụ nữ kia kết hôn. Dù chưa rõ nguyên nhân họ đến với nhau là vì điều gì, thì cũng cầu chúc cho chú rể và cô dâu sẽ có một tình yêu thật đẹp, bên nhau vượt qua được dư luận. Mong cho họ có thể gắn bó với nhau đến trọn đời để chứng minh cho mọi người thấy rằng tình yêu thật sự không dựa trên vẻ bề ngoài, tuổi tác hay gia cảnh. Tiếp theo là câu chuyện về cặp vợ chồng Tật Nguyền nhưng vẫn luôn lạc quan yêu đời. Cuộc sống của họ đã diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Đây là một câu chuyện cảm động như cổ tích giữa đời thường của cặp vợ chồng Tật Nguyền, anh Bùi Văn Tăng sinh năm 1970 và chị Nguyễn Thị Siêm sinh năm 1982. Họ sống tại làng Ấm, xã Lương Nội, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Từ chuyện họ quen nhau, yêu nhau, đến với nhau đều khiến cho không chỉ người dân trong làng mà cả xã Lương Nội cũng phải thán phục và thương cảm. Trong căn nhà nhỏ siêu vẹo, một người đàn ông nằm cuộn tròn trên chiếc giường đá cũ được ghép từ những tấm gỗ. Dưới nền đất là vợ của anh Tăng, người phụ nữ nhỏ nhắn đang mặc lại chiếc áo cho đứa con trai nhỏ. Một gia đình không trọn vẹn nhưng họ lại luôn lạc quan và nở một nụ cười trên môi. Anh Tăng kể về cuộc đời anh như chết đi sống lại khi gặp được một người có cùng cảnh ngộ giống mình, dám hy sinh tất cả để đến với một con người Tật Nguyền như anh. Không chỉ lo toan cuộc sống gia đình, vợ anh còn lo cho anh từng miếng ăn, giấc ngủ, tắm rửa và vệ sinh cho anh. Người phụ nữ bất hạnh với thân hình nhỏ như một đứa trẻ ấy, đối với anh Tăng không chỉ là một người vợ mà còn giống như một người mẹ hiền. Anh không dám tin cuộc đời mình sẽ tìm được một người vợ hoàn hảo đến như vậy. Sinh ra trong một gia đình có 7 anh chị em, tuổi thơ của anh Tăng cũng lớn lên bình yên như bao đứa trẻ khác. Một buổi đến trường, một buổi đi chăn trâu, kiếm củi, chiều đến thì lại đi đá bóng cùng với đám bạn trong làng. Anh Tăng cho biết, dù gia đình của anh trong anh em, cuộc sống khó khăn, nhưng những năm tháng của tuổi thơ vẫn lớn lên khỏe mạnh bình thường. Anh đã biết giúp đỡ bố mẹ từ những ngày mùa vất vả. Nhưng rồi, khi bước sang tuổi 16, tai họa bất ngờ ập xuống cuộc đời anh như cướp đi tất cả, biến anh từ một người khỏe mạnh bình thường trở thành một gánh nặng cho gia đình, xã hội. Khi đó, đôi chân của anh Tăng cứ bị đau nhức, xương khớp tê buốt, tưởng là đau xương khớp bình thường, gia đình lấy thuốc lá về đắp, nhưng bệnh tình thì không thuyên giảm. 4 năm sau, đôi chân của anh Tăng co rút khiến cho anh không thể đi lại được nữa và nằm liệt một chỗ cho đến tận bây giờ. Từ ngày mắc bệnh lạ, cuộc sống của anh Tăng trở nên vô nghĩa, ai cho gì thì biết nấy, chẳng làm được gì, chỉ biết làm bạn với 4 góc nhà. Cuộc sống tẻ nhạt của chàng trai Mường cứ thế mà trôi đi. 1 năm, 5 năm, 10 năm, rồi lại 20 năm. Anh vẫn nằm một chỗ, làm bạn với chiếc giường và 4 bức tường vô hồn. Nhưng rồi điều kỳ diệu, một câu chuyện cổ tích thực sự đã bước vào cuộc sống của anh, làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của một con người Tật Nguyền. Vài năm trước, có một người cháu họ đi làm ăn xa về, thấy anh Tăng nằm một chỗ buồn tẻ.
Người cháu đã tặng lại cho anh một chiếc điện thoại để anh có thể vào mạng kiếm thông tin giải trí cho đỡ buồn. Nhờ có chiếc điện thoại này, anh đã vào được Google, tìm kiếm thông tin và bất ngờ kết nối được với chị Sim. Để rồi sau đó, qua những câu chuyện anh kể từng ngày qua điện thoại, đã làm cho trái tim của chị tan chảy, đồng ý về ở chung một nhà với anh. Chị Sim, vợ anh, quê tại xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, cũng là một người bất hạnh. Dù không phải nằm một chỗ, nhưng cuộc đời của chị cũng đầy nước mắt. Chị cho biết hồi mới có bầu, mẹ chị đã tiêm nhiều thuốc kháng sinh, nên khi được sinh ra, chị đã bé như một cái kẹo. Sau này trưởng thành, chị cũng chỉ cao được cỡ 1,1m, nặng có 25kg. Trước khi đến với anh Tăng, chị cũng đã trải qua một lần lầm lỡ với một người cùng cảnh ngộ và sinh được một bé gái. Cháu bé khi bị chồng ruồng bỏ, chị cũng không đủ sức để nuôi con, nên đã gửi lại cho một trung tâm ở Hà Nội. Sau này, chị biết được con gái mình đã gặp một cặp vợ chồng người Pháp nhận nuôi. Đến nay, cháu cũng đã hơn 10 tuổi. Ngày chị Sim anh Tăng về chung một nhà diễn ra một cách chóng vánh. Đám cưới không có chú rể đi đón dâu, không có môn đăng hộ đối. Chỉ có hai chú cháu là người thân của anh Tăng, từ nhà ra tận Thái Nguyên để xin dâu. Hai bên nội ngoại cũng chỉ làm vài mâm cơm bình dị để thông báo và ra mắt cho họ hàng sớm giềng. Ngày anh chị làm đám cưới, cả vùng quê nơi mà anh Tăng sống đều xôn xao, ai nấy cũng đều cảm phục cho tình yêu của hai người. Nhưng rồi họ cũng nghi ngại về tương lai của đôi uyên ương tật nguyền này. Cưới nhau được gần một năm, niềm vui của cặp vợ chồng tàn tật càng nhân lên gấp bội khi đứa con trai chung của hai người chào đời. Ngày vợ anh chuyển dạ sinh con, mẹ anh cũng lâm bệnh nặng. Anh thì nằm một chỗ chẳng giúp được gì. Vợ anh phải nhờ người họ hàng để chở đến bệnh viện huyện Bá Thước. Do không thể sinh đẻ thường được mà phải mổ, chị lại được chuyển xuống bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc để có thể mổ đẻ. Dù chỉ nặng có 25kg, nhưng chị đã hạ sinh được một cháu trai nặng gần 3,4kg. Sau này, được vợ chồng anh đặt tên là Bùi Lương Bằng. Anh chị cho biết muốn đặt cái tên này cho con như vậy, để mong sau này nó lớn lên, được khỏe mạnh, sống có liên tâm và sẽ công bằng với mọi người. Tưởng như cuộc sống của cặp vợ chồng tật nguyền như thế đã mãn nguyện lắm rồi. Thế nhưng, ẩn sâu trong ngôi nhà đó là những nỗi lo có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Do đều là những người tàn tật, cuộc sống của cặp vợ chồng và đứa con nhỏ chỉ trông chờ vào mấy đồng tiền bảo trợ của xã hội. Vợ anh cũng gầy yếu, ở quê chẳng có việc nào phù hợp, cũng không làm ra được tiền. Còn anh Tăng nằm một chỗ, thi thoảng cũng kiếm được vài đồng, nhờ người dân đến sửa nồi cơm điện, sửa cái đèn pin. Ngặt nỗi đứa con trai của gia đình cũng mắc bệnh phế quản rất nặng. Có lần cả hai mẹ con phải dắt dương nhau xuống bệnh viện để nằm điều trị cả tuần trời. Cuộc sống của vợ chồng anh Tăng cũng còn đó những nỗi lo vì phải sống nhờ vào những đồng tiền trợ cấp của nhà nước. Cuộc sống của vợ chồng anh giờ có rau ăn rau, có cháu ăn cháu, cố gắng yêu thương và đùm bọc nhau. Nhưng sợ một khi ai đó đổ bệnh thì không biết phải bám víu vào đâu. Anh sống đến bây giờ đã là điều kỳ diệu. Giờ anh chỉ ước muốn được một lần đến bệnh viện để được các bác sĩ thăm khám, kiểm tra xem anh mắc bệnh gì. Thế là anh đã mãn nguyện lắm rồi, anh Tăng chia sẻ thêm. Đối với một người bình thường, nếu gia cảnh nghèo khó đã vô cùng vất vả, thì với anh chị, những người có thân thể khiếm khuyết thì sự khó khăn ấy lại càng tăng lên gấp bội. Không biết rồi tương lai của đứa con trai sẽ được học hành đến nơi đến chốn hay không. Những bữa ăn của mỗi ngày cũng là một vấn đề đối với cả gia đình anh chị. Hy vọng những phép màu của cuộc sống từ những mạnh thường quân sẽ tiếp thêm sức mạnh giúp cho gia đình anh chị vượt qua được nghịch cảnh khó khăn, hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.